Công ty Tràng An pin nuôi nguồn .vn, đây là dòng pin nuôi nguồn BUC ôm rong với mã sản phẩm R6VCT. Viên pin đã được nhà máy đính sẵn rắc nâu nhỏ chuyên dụng để gắn vào nuôi nguồn cho ôm rong. Điện tích hay còn gọi là hiệu điện thế của viên pin là 3.6V, dung lượng 2000mAh và có xuất xứ Nhật Bản made in Japan. Kích thước đường kính khoảng 14.2mm, chiều cao khoảng 50.5mm. Hàng chính hãng có tem bảo hành 1 năm của pin nuôi nguồn Tràng An và bán tại địa chỉ 1165 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng lưu ý, hàng chính hãng và pin theo chuẩn châu Âu thì đầu pin sẽ có thép nhọn cao gật qua một bên như tay tôi đang chỉ vào. Đây, thép nó như thế này, nó nhô lên và đáy của pin thì có các khất chẻ rất là tinh xảo và thép bấm đáy pin cũng khác hẳn với các loại pin trôi nổi trên thị trường hiện nay. Thì theo chuẩn EU, pin R6VCT nuôi nguồn ôm rong có bán tại địa chỉ 1165 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao tính phí, giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Đến mua trực tiếp hoặc mua online gọi 0909 911 096, 0903 352 340, xem thêm tại website pinnuôinguồn.vn, pinnuôinguồn.com hoặc pin1165trầnhưngđạo.com. Xin cảm ơn.